Ui, nó hư rồi, nó hư rồi nhưng mà không bay được. Đây bố mày mày cho xem, quá là dữ luôn. Một vài vấn đề thôi, anh em thông cảm, rồi để tôi sẽ làm cho anh em cái clip này. Nay là chúng ta là qua test thử những chiếc máy bay nha. Ơi khoan, mua đạn trước cái đã. Thôi hôm nay giàu lắm anh em, là cày tiền cũng hơi mệt. Rồi giờ chúng ta sẽ qua sân bay. Chạy xe kiểu gì vậy? Là mày hôm nay nằm không nằm trong danh sách đó. Chúng ta tới sân bay rồi đây. Hôm nay nó sẽ có một chiếc máy bay du lịch với một chiếc máy bay Boeing. Đấy, có cái chậm thu phí thật sự ấy. Ui, chết bà, chưa làm gì bị bắt rồi. Vãi. Không biết con này bắn đến bao giờ nó mới xong nhé. Đây là sẽ có hai khẩu súng, một là sâu nồng với lại là bazooka. Nếu hễ mà mấy cây thường thì bắn khá là lâu, bắn tới mai luôn. Mình chơi hai cây mạnh nhất. Đây, để mình test thử nha. Con bự nhất luôn nè. Làm gì nó cũng phải bự nó mới vui. Rồi, bắn nãy giờ hơn là ba bốn băng gì mà nó vẫn chưa nổ là 800 viên rồi, nó vẫn không si anh em. Theo là cái cây này đây, hên xui chắc ke được chắc. Ui phải anh yên, chúng ta có thể thấy đấy, con này trâu thế. Từ từ mùi chưa mất giọt máu luôn. Bay để bay ra thử coi. Bay từ bay ra sân bay thử coi nó sao. Chắc chắn là được băng là nó sẽ nổ, nó sẽ cháy thôi. Còn bazooka thì bắn vô tư. Mấy cái này thật sự trâu nha. Ồ, nó khá là lâu và nó không chịu nổ anh em. Đấy, nó vẫn cứ vậy thôi, chỉ có khi nào đâm nó mới nổ nha. Vô lý. Đấy, ta qua chiếc thứ hai, đó là máy bay du lịch. Trời ơi, mấy con này là kiểu như nó hát rồi, nó bút trâu lắm, trâu thật sự. Này, giờ sẽ qua con bay du. Nó vẫn chưa nổ. Vô lý. Thôi thì qua nốt luôn chiếc thứ ba. Tàu sân bay thì anh em biết làm gì rồi đó. Mình thì chúng ta đến với máy bay phản lực. Không xì nhê nha anh em. Và tiếp theo là cây bazooka. Kìa. Ây, xanh đó. Rồi nó bay đi luôn rồi. Bắn vẫn không si mà nó chỉ nhịn lùi thôi. Nó chỉ kiểu là mất hướng bay của nó đấy. Nó dằn tới ngoài biển luôn. Đứng trên biển luôn. Cuộc sống mà. Holy moly. Ở được. Quá dữ. Tự đáp. Ui. Phải. Đây là cũng là một chiếc máy bay du lịch mà đi tầm gần anh em ạ. Chiếc nó nhỏ vậy mà bắn hơn 600 viên vẫn đứng im như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế là chúng ta cho hot hơn nhé, bazooka nữa. Khu quân sự. Đừng có bay vô, đúng rồi, đừng bay vô. Đi luôn đi nha con. Ôi. Ôi, mẹ, bình tĩnh thôi chứ, đi mang theo. Chúng ta sẽ không bị bắt đâu, đừng lo, nếu mà đứng đây bắn. Trúng không ta? Nope. Ui, không trúng rồi. Kiểu này chắc phải hôi củ rồi. Đứng lên. Ôi, đứng đây thôi, được không? Ôi, đứng đây được. Hợp lý. Hết đạn luôn rồi, vẫn không si. Thế thì tiếp tục đi bay cho cá. Ôi, phải.
Ui đừng bị bắt nha, đừng bị bắt. Ui, ủa, phải tưởng văng đâu hàng rào luôn. Hình như đứng, ui nó đâu rồi, nó dưới rồi anh em à. Từ, ơi, ơi, được. Nope. Được đâu, tỉnh. Ui, bắt rồi. Lỡ bắn luôn mấy chiếc xe kia rồi. Ui, cút ra, mày đâu? Cút. Mình đi vô đây năm sau nữa thì thế. Ê, đừng có tung, đừng chặt đúng. Ừ, đâu rồi, ở đây đâu rồi. Đấy, test khổ, khó khăn lắm anh em à. Nên anh em hãy ủng hộ nhé. Ui, hình như nó hư rồi. Không phải nó hư mà nó không bay được anh em à. Ê, bay được. Ui, nó hư rồi nhưng mà không bay được. Bước vô. Ui, bay lên không được. Thôi toàn.